Xin chào tất cả mọi người, quay trở lại kênh Tài Liệu Vô Giá. Chúc mọi người mới thật nhiều sức khỏe và thành công nha. Hôm nay mình sẽ làm mì potato king, hương vị gáp hành nha. Mình sẽ cho vào gói mình trước. Nửa đôi ra đi, có tí dễ gắp. Đó. Đây là gói rau. Cho gói rau vào. Đó. Có bắp nè, có cả rốt, có hành. Đó. Rồi. Này, súp sệt. Giờ đa phần họ sẽ xài súp này thôi, chứ không có làm như kiểu mấy kiểu dầu dầu như xưa nữa, bỏ hết rồi, cải tiến rồi, văn minh rồi. Trời ơi, ăn cái này đúng vị gà luôn á. Cái này giống gà nước mắm á, ngon cực kỳ luôn. Chắc mì này hấp dẫn này. Giờ sẽ đến gói bột súp nữa. Như mùi gà kho luôn, ngon cực kỳ luôn đó. Đó, hết. Đó, chén nước vô. Đó, trong thời gian chờ đợi mình sẽ review cái gói này. Mình sẽ ăn thử cái mì tấn này trước nha. Nó có đậm vị không? Này là từ khoai tây xem, tô này, mọi người thử nha. Mì giòn, ngon, cũng béo béo lắm. Ăn như là khoai tây chiên á. Rất là ngon nha. Potato King, hương vị gà hành ngon, gà hành. Sản phẩm cung cấp vị chất sắt nha. Đó, làm từ tinh bột khoai tây nè, sợi ngon khác biệt này. Đó, là nay cái khối lượng nó là 89g, giá nó là 7.400 nha. Cái bát mì là gồm bột mì này, dầu cọ, tinh bột khoai tây, chất làm dày, muối, đường, nước mắm, chất nhũ hóa, chất ổn định, chất tạo xốp, khoáng chất muối sắt, phẩm màu cromin, tự nhiên, chất chống oxy hóa. Cái gói gia vị là đường, muối, chất điều vị, gia vị ớt, gừng, riềng, tiêu, dầu cọ, rutin, đậu nành, chất thay thế muối, chiết xuất thịt gà, hương liệu tổng hợp, hương gà lá é giống tự nhiên, hương măng tươi tổng hợp, hương chanh tổng hợp, hương rau húng, bắp sấy, cà rốt sấy, chất điều chỉnh độ axit, hành lá sấy, tinh bột khoai mì, chiết xuất nấm men, chất chống đông vón, phẩm màu, rồi chất bảo quản, màu chiết xuất từ ớt. Giá nó là 7.400 nha. Này, tinh bột khoai tây này 89,20g trên kg. Sản phẩm tinh bột khoai tây vắt mì là 68g nha. Mì ăn liền. Này, sản xuất tại Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh nha, thuộc công ty cổ phần IC Cook Việt Nam. Đây sẽ là sản xuất là 2/4/2022 này. Hạn sử dụng là 5 tháng nha. Đó. Đây, các bước bình thường thì cho hết vào, xong rồi cho nước, xong trộn đều là dùng thôi nha. Này, đối tượng sử dụng này, từ 10 tuổi trở lên nha. Đấy, ngưng dung nạp tối đa sắt 40mg trên một ngày nha. Đó, bảo quản nơi khô mát nha. Rồi, giờ mình sẽ đến nhân vật chính, mình sẽ ăn thử coi. Ui giờ nóng quá. Thơm hẳn mùi như là nhà mình kho thịt gà vậy, thơm cực kỳ luôn nha. Sợi mì nhìn khác hẳn luôn, sợi mì giống mì của Omichi ấy. Mọi người thử miếng mì nha. Đó, quất miếng mì rồi. Sợi mì màu y hệt mì Omachi luôn. Trời ơi, nó dai mà nó thơm. Khó nhất là cái mùi nước sốt, nó giống y hệt mùi thịt gà kho á. Thơm một kỳ đúng. Mọi người thử miếng nước nha. Không thể chê vào đâu được, ngon. Ngon sánh lưỡi luôn á. Mùi thịt gà là ăn cực kỳ thấm vị, mình khoái gu thịt gà nữa. Bỏ lên mình ăn thử. Đã cực kỳ luôn.
Ngon. Sợ mình là thì tinh bột khoai tây mình biết là ăn nó sẽ đỡ nóng hơn so với mấy tinh bột khác nha. Bột mì thì nó sẽ nóng, còn tinh bột khoai tây nó sẽ đỡ nóng. Là cái thứ nhất, sợi mì nó nhìn nó đẹp mà nó ngon, giống sợi mì của Omachi ấy, rất là ngon nha, mềm dai. Rồi cái nước ấy, đặc trưng là cái nước của nó rất là ngon, có mùi vị của gà, như mùi gà kho riềng rồi kho gừng ấy, rất là ngon luôn nha. Đó, mọi người mua dùng thử ngay đi, không là đánh mất một thanh xuân đấy. Mọi người ăn thử rồi cho mình cảm nhận xem đúng không nha. Mọi người mà thích mình review gì thì cứ bình luận để lại hình ảnh của cái sản phẩm đó nha. Mọi người nhớ like đăng ký kênh cho mình nha. Xin chào mọi người, cho ra mới nhất nha.